đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian, sông núi thân thương mặt ngát tình người, thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian, dân quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu, anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà. Anh ra đi chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người, vút đường mới hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương, với những chim xưa bay về tương lai mùa vui. Kính gửi lời chào đến khán giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát.
Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy ngày 18 tháng 7 năm 2020, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pao Thoát. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô. Dạ vâng, Nam Phương chào chú ạ. Chúng ta thời gian đi qua mau, cuộc sống ngắn ngủi. Chúng ta đang thực hiện chương trình tuần lễ thứ ba của tháng 7 thưa cô. Mấy hôm nào chương trình đầu năm từ cánh đồng mây của năm xuân Canh Tý. Còn bao nhiêu ngày nữa chúng ta sẽ đón mừng xuân Tân Sửu năm 2021. Cuộc sống thật ngắn ngủi, mới vậy mà đã 10 phút qua đi của chương trình này vì những trở ngại lý do kỹ thuật. Cuộc sống quá ngắn ngủi, tôi cứ nhắc lại mà chúng ta không biết bao giờ, không biết rằng những gì ngày hôm nay sẽ mang lại. Và trong một số trường hợp ngay trong cùng một ngày. Một trong những điều phổ biến nhất mà con người có trên giường, nằm trên giường chết, là họ nên làm nhiều việc hơn và sống nhiều hơn, tốt hơn. Khi chúng ta nhìn vào những phút cuối cùng của chúng ta trên trái đất này, chúng ta nghĩ gì? Nếu vậy, một trong số những điều mà chúng ta dự định làm để tận dụng tốt nhất của nó là gì? Cuộc sống không mất đi khi chết, cuộc sống bị mất đi từng phút từng ngày, như chúng ta đã mất 10 phút của chương trình từ cách đồng mấy ngày hôm nay. Và người khách mời sẽ thân mến tâm tình với tôi về điều này. Xin gửi lời chào đến phía bên kia biển thành phố Hà Nội, nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Thưa nếu ông Nguyễn Vũ Bình nghe được tôi ạ? Vâng, em nghe rất là đó. Xin kính chào anh Phan Đình Minh. Xin kính chào quý khán thính giả từ cánh đồng mây. Tôi Nguyễn Vũ Bình, rất là vui được tham gia chương trình. Quý mến vô cùng. Thời tiết thế nào thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Vâng, thưa anh là Hà Nội đã 40 mấy ngày không có mưa. Tức là nếu gọi tuyệt đối thì nó cũng không đến mức là không có tí nào. Và nó có thể là như nhà tôi, khu vực nhà tôi thì nó mưa được vài lần, mỗi lần mưa được khoảng 5-7 phút. Đấy, nó vào xuống rồi thôi, coi như là chưa có mưa. Và đến có lẽ là kỷ lục trong mấy chục năm rồi, chưa có năm nào mà nó kéo dài cái thời gian không mưa như vậy. Rất khó chịu. Đầu năm thì có cái kỷ lục có một trận mưa chưa bao giờ có, sét đánh là cái gì đó, đầu năm năm nay. Rồi bây giờ mùa hạ, ông nói, tôi có nhiều người than thở kinh khủng lắm, cây cỏ trồng trong nhà, ngoài vườn, chết hết tất cả. Đã lâu lắm mà có về thăm quê Nam Định của mình hay không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Dạ vâng, thì tôi về cái đợt mà cuối tháng 4 âm lịch, tức là cũng được hơn một tháng rồi, tháng rưỡi rồi. Tôi với ông đều biết quê Nam Định ta có nhiều người rất là quý mến. Một trong những người quý mến của tôi với ông đó là giáo sư Trần Khuê Tứ Xuyên. Giáo sư Trần Khuê, cháu của Tứ Xuyên, mới mất cách đây hai tuần, người cùng quê. Có nhiều tâm tình thương mến. Người ta vẫn nói, tôi cũng hiểu là lòng người là tờ giấy. Vì là giấy nên sao ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa. Và ông và tôi biết rằng bởi là giấy nên đẹp xấu là cho ta vẽ lên cả, tốt lành cho ta viết lên cả, và thù hận cũng cho ta đặt bút vào cả. Sao không viết lên những lời hay, sao không vẽ lên những bức tranh thật yên điển, thật bình an sau 45 năm chúng ta đã có anh em bốn bể một nhà. Tâm tình của tôi tờ giấy cuộc sống như vậy, ông suy nghĩ gì thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Vâng, đúng là cái việc mà cuộc sống thì nó có nhiều bất thường. Hình như là bây giờ tôi không nghe được rõ như bắt đầu đâu. Ông để gần miệng vào cái máy điện thoại của ông thử xem thưa anh Bình. Vâng, em nghe được chưa? Bây giờ tốt hơn rồi, bây giờ rõ hơn dạ. Vâng, thì cuộc sống thì đúng như anh nhận xét nó có nhiều những điều bất thường. Ngày mà giáo sư Trần Khuê ra đi thì tôi cũng có thêm một cái người tên là chú cũng là chú xã hội thôi. Và cứ như thế nào cũng đã đi cùng với ngày 25 tháng 8 sau đó. Đấy, thì là trong một ngày mất hai cái ông gọi là đồng chí rất là lớn tuổi
Đấy, thì đó là những điều rất là buồn. Và cả hai ông thì tôi đều có cái bài viết. Ừ. Đấy, thì anh biết thế nào mà cái người chú rất là thân thiết cũng ra đi. Đấy, năm nay là 88 tuổi. Còn chú Trần Khuê thì ít tuổi hơn. Thì là năm 36 thì mình mới có 84, 83, 84, 84 tháng 5. Đấy, thì nó là những cái bất thường của đời mà chúng ta phải chấp nhận. Đấy, cũng như là thành phần định minh nói, đấy. Những cái mà chúng ta không cưỡng được. Sinh ba lão bệnh tử không cưỡng được, cuộc sống ngắn ngủi lắm ông. Mới hôm nào tôi xuống tàu Há Mồm từ quê Nam Định đi xuống Hải Hậu đi vào trong Nam. Mới hôm nào tôi đi vào nhà binh, tôi trở thành người lái máy bay của miền Nam. Và mới hôm nào đây đã 45 năm, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Ông có một thời ông chúng ta biết và ông cho tôi biết ông làm tạp chí Cộng sản lúc ông còn trẻ hơn. Cái tạp chí Cộng sản bây giờ nó còn sống không? Và người ngày xưa làm giám đốc hay là gì đó tạp chí Cộng sản, bây giờ là chủ tịch nhà nước, bây giờ là tổng bí thư. Có những điều gì lạ ngày xưa ông lúc ông làm tạp chí Cộng sản khi ông còn làm, và ngày nay tạp chí Cộng sản nó đang sửa soạn, nó viết cho Đại hội 13, có gì lạ thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Thì khi đó thì năm 92 thì tôi vào chỗ tạp chí Cộng sản. Thì lúc đó là ông Nguyễn Phú Trọng là tổng biên tập. Lúc đó là quyền tổng biên tập. Sau đó mấy tháng thì gọi là cấp quyền, cấp quy. Đấy, thì ông làm tổng biên tập. Thì ông ấy làm được, sau khi tôi vào được 3 năm thì ông ấy sang phó bí thư tỉnh Hà Nội. Sau đó lên bí thư, và lên chủ tịch quốc hội, rồi là lên tổng bí thư. Đấy, thì một cái quá trình tôi ở tạp chí Cộng sản thì từ tháng 8 năm 92 mà cho đến hết năm 2000 thì cũng được gần 10 năm. Thì cái quá trình đó thì nó cũng còn trẻ, và hai nữa là cũng là đang tích lũy cái kiến thức. Đấy, thì thế mà một cái cơ quan tuyên truyền của đảng thì tôi cũng vào và tôi cũng hiểu được nhiều điều. Và một trong những cái điều mà đáng chú ý nhất là tôi thấy là những cái quan chức, những cái lãnh đạo của nó thực ra là nói về những cái lý thuyết về chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, họ không có quan tâm đâu. Đấy, tôi ở trong đây tôi biết rồi. Đấy, khi mà cần có những bài gì họ lôi sách lôi vở lại chép lại vậy chứ, nhưng họ không quan tâm đến những nội dung đó, nó cũng tinh ăn vào máu thịt của họ cả. Đấy, và đó là cái công việc làm để cuộc sống thôi. Thì đấy là cái mà tôi nhận xét như thế. Đấy. Thế nhà báo Nguyễn Vũ Bình, tôi có nhắc đến những cái thời gian còn trong cuộc đời tôi. Nhiều người trong này có cái bài hát bên miền Nam chúng tôi, miền Nhạc Vàng có cái bài hát là người đi qua đời tôi. Nhiều người Cộng sản đi qua đời tôi lắm, thưa nhà báo. Cựu luật sư chánh án tòa án tối cao Trần Lâm, ông đại tá công an Lê Hồng Hà. Người bạn rất là thân với nhà báo Nguyễn Vũ Bình khi viết tạp chí Tổ Quốc, đó là ông Nguyễn Thanh Giang. Người làm giáo dục cho con em Việt Nam, nhưng không bao giờ, đúng bao giờ được nhà nước đã đưa tiền để in sách cả. Tôi muốn nhắc đến cánh buồm Phạm Toàn. Tôi có muốn nhắc đến một người thầy giáo rất là tài ba lỗi lạc, cũng đã có lần xẻ dọc Trường Sơn và miền Nam. Tôi muốn nhắc đến nhà giáo Nguyễn Anh Dũng, thưa ông. Và tất cả những người này họ đều có tâm trí, họ đều biết cả, chứ họ không lấy ra để sao chép lại. Ngay cả những người bạn rất thân với ông không bao giờ sao chép lại. Bây giờ nó nhốt vào nhà kho, đó là nhà báo Phạm Chí Thành, đó là nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Điều gì đau lòng với Nguyễn Vũ Bình khi hai người này bị bắt, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Rồi, điều đau lòng là hai anh về lớn tuổi và sức khỏe đều yếu, và trong cái thời điểm mà bắt thì bây giờ nó là lúc nóng nhất trong năm, và hai anh thì tất nhiên là có chỗ thì có quả đấy, như cho anh Thành đấy, nhưng mà cái phạt của cái không khí nó nóng mà nó cái quạt thì nó cũng không có cái giá trị gì cả, nó tối vào người thì nó phá bệnh này. Đấy, thì đấy là cái đáng thương nhất, là các anh rất là cao tuổi rồi. Đấy, mà anh chỉ nói lên những cái quan điểm của mình về cái tình hình đất nước, xã hội. Đấy, có thể là như anh Thành thì
tính khí mà tiêu cực, nóng tính, thì có thể là anh ấy nói nó cũng hơi quá lời với người này người khác, nhưng mà thực ra thì nó cũng chỉ là những quan điểm của anh thôi về các vấn đề của đất nước. Nhưng cuối cùng là bị khởi tố bắt giam và bây giờ mình đang trong cái ngục như thế, thì nó là điều rất là đáng buồn, đáng thương. Ông nhắc đến hoàn cảnh sống nơi ngục tù của hai người rất là thân mến đối với nhà báo Nguyễn Hữu Bình. Mỗi lần tôi nói chuyện với Phạm Thành đều nhắc đến là chú Bình thân mến lắm. Mỗi lần tôi nhắc đến nói chuyện với Nguyễn Đình Thụy, những lần mà bầu bí tương thân, những năm họp mặt mùa xuân, những buổi tiệc mà chúng tôi đóng góp được bên này, cây mùa xuân gửi về cho các anh, có những buổi họp mặt, có Nguyễn Hữu Bình thân mến lắm. Cuộc đời ông biết, mỗi bước chân tôi bây giờ nó cũng không mạnh mẽ như ngày xưa lắm mà thưa ông. Nói thì còn tốt nhưng mà những bước chân lâm thầm không còn mạnh mẽ. 45 năm sau tôi ở bên Hoa Kỳ này, chắc chắn ông biết ông viên chức bí thư, tổng bí thư, viên chức chủ tịch nhà nước cũng không hơn tuổi tôi đâu. Chắc chắn ông ta cũng đã già đi và tôi cũng đã già đấy, nhưng những tình cảm của tôi lúc nào cũng đầy câu cáu đau đớn cho quê hương. Tôi không biết những người như cho ông tổng bí thư của ông ngày xưa, ông tổng biên ngày xưa, biết bố chồng của ông, họ có cái tâm tình đối với quê hương Việt Nam 4.000 năm văn hiến ngày xưa ông cha để lại như vậy và bây giờ nó như vậy. Ông suy nghĩ thế nào về cái điều suy nghĩ của tôi, thưa nhà báo Nguyễn Hữu Bình? Vâng, có lẽ là một cái hệ chiếu khác. Ông ấy vẫn nghĩ là ông làm như thế là rất là tốt cho đất nước, cho non sông, cho đất nước đấy. Thế nhưng là trong một cái phạm vi nào đó, thì bởi vì là có thể các anh ở ngoài thì không tiếp xúc, nhưng mà tôi tiếp xúc đấy, thì tức là không phải chỉ ông Nguyễn Phú Trọng đâu mà có cả những người khác nữa, thì tức là họ vẫn có những niềm tin nó rất là mù quáng như thế đấy. Họ vẫn nghĩ là họ làm những điều đó là tốt cho quê hương đất nước đấy. Cho nên là mà đây là một cái thực tế đấy, chứ không phải là, tức là tôi không nói đến cái chuyện mà khi mà những cái chủ nghĩa xã hội nó mơ hồ, mà tôi muốn nói đến cái người ta nhìn nhận thực tế bây giờ đấy, là có rất là nhiều người đấy, chứ không phải là ít đâu đấy. Và họ vẫn nghĩ là những cái chuyện này nó vẫn đang là tốt đẹp cho quê hương, cho đất nước đấy. Còn những cái gì mà chúng ta nêu ra thì họ bảo đấy là những cái nhỏ nhặt, những cái không phải là đại cục như thế đấy. Mà nói chung là nó phải vậy thì chúng ta mới giải thích được là tại sao họ để đi theo những cái đường hướng nó như thế mà họ vẫn ăn ngon ngủ kỹ được. Chứ còn nếu như mà họ nghĩ như chúng ta thì họ làm sao ngủ được hai đêm đấy. Ông biết tôi học lịch sử Việt Nam cho đến bây giờ, tôi ở bên Hoa Kỳ này gần một nửa thế kỷ, tôi vẫn còn nhớ ông ạ. Cách đây một thời gian, một hai năm gì đó, ông Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến thăm Việt Nam, ông đã nhắc đến hai bà Trưng trước mặt Tập Cận Bình tại Hà Nội. Cách đây mười mấy, hai ba, bốn trăm chục năm, Chu Ân Lai lần đầu tiên sang thăm Việt Nam đã phải đến thăm đền hai bà Trưng. Những người cộng sản họ có nghĩ đến cái điều đó, hai bà Trưng bao nhiêu ngàn năm trước hay không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Vâng, chắc là họ cũng nghĩ, nhưng họ nghĩ theo hướng khác. Nói theo hướng khác. Hướng khác là hướng nào à? Ông nói đi à, tôi xin lỗi ông. Thì bây giờ tôi cứ đặt giả sử vào cái vị thế của các ông. Thì các ông quan niệm là đấy, bây giờ là dân tình đất nước đã bao giờ được như thế này chưa đấy. Thì đấy, chúng ta biết là họ nhìn nhận nó theo một cái chi tiết và cái cách của mình như thế đấy. Còn chúng ta, những người mà chúng ta nhìn ra những cái mà chúng ta cho là nó là vấn đề lớn, nó là vấn đề mà như nhỏ như ra đấy, thì họ lại cho là những điều nhỏ và những cái kia, những cái mà người ta nhìn thấy, những cái ví dụ như là những cái tòa cao ốc nó lên đấy, rồi những cái gì mà ví dụ như là bây giờ hệ thống mạng internet thì nhiều người được thể hiện quan điểm ví dụ thế, là người ta lại cho đó là những cái tính đấy. Và không biết là những cái chuyện đó là
nó chỉ là cái bề ngoài, nó chỉ là những cái vỏ thôi, nó không phải là cái ruột. Đấy, và cái vỏ này nó cũng rất là mong manh, nó đâu có phải là bền vững gì. Đấy, ví dụ như bây giờ nếu mà những cái tòa cao ốc là những cái đô thị hoành tráng, trong khi đó nợ là gấp 3, gấp 4 GDP thì nó còn nghĩa gì nữa. Đấy, họ lại không nghĩ theo cái kiểu đó. Đấy, cái này là điều đó đúng với họ. Họ nói là đất nước này có bao giờ được như thế này chưa, là đúng đúng với Đảng Cộng sản. Đã có bao giờ Đảng Cộng sản nó oai hùng như vậy chưa, đúng với nó cầm quyền hết tất cả. Nhưng mà có bao giờ có câu hỏi ngược lại là đất nước này có bao giờ dân khốn nạn như thế này chưa, có ai hỏi như vậy không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Vâng, tất nhiên là cũng có. Tất nhiên là cũng có. Cũng có. Nhưng mà nó có đến được, nó có ngấm vào người những nhà lãnh đạo hay không thì nó lại là một cái chuyện khác. Tôi nghĩ ngày xưa lúc quân đội Cộng sản nó vào nó đốt miền Nam, dân không khổ như vậy đâu. Công an nó không giết người như vậy đâu. Đảng nó không giết người vì giết nhau như vậy đâu. Sau giải phóng miền Nam, nó giết nhiều người lắm. Những tay tướng lớn đi vào đánh miền Nam, nó đều giết chết hết cả mà. Đất nước này có bao giờ khốn nạn như vậy chưa? Ông có bao giờ ông tự hỏi câu đó và có bao giờ ông tự trả lời được không? Thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Trả lời được thì tôi trả lời được hết. Với những nhà lãnh đạo, với những người đang chịu trách nhiệm với đất nước, thì giống như là cái người họ ngấm vào trong người, giống như là con trai của dân cư, mình trả lời với mình thì tất nhiên là phải trả lời được. Ông nói lại, tôi nghe không được ạ. Tức là cái câu trả lời ấy, thì tôi luôn luôn có thôi. Nhưng mà mình với mình trả lời với nhau thì nó không có quan trọng bằng cái mà trả lời cho những người mà chịu trách nhiệm và những cái lãnh đạo đất nước hiện nay, nó mới là quan trọng. Đối với họ thì nó có lớn hay không nó mới quan trọng, nó có biết hay không và nó có thay đổi hay không nó mới là quan trọng ạ. Ai cũng có bằng tiến sĩ cả mà. Giáo sư Hoàng Tuyệt có lời ông nói với tôi là con bò này dẫn từ bên dưới Trung Quốc sang Việt Nam nó trở thành tiến sĩ mà. Sao bắt người nó dễ dàng quá. Lúc bắt Nguyễn Vũ Bình đi tù nó cũng dễ dàng quá. Đã từng làm cho tạp chí Cộng sản, người viết giỏi mà, người Nam Định mà. Sao bắt Phạm Chí Thành nó cũng dễ dàng quá mà. Sao bắt Nguyễn Tường Thụy nó cũng dễ dàng quá mà. Sao bắt tất cả những người tù nhân lương tâm nó cũng dễ dàng cả mà tại sao bây giờ chúng nó bắt nhau khó thế? Tôi muốn nhắc đến chuyện là Nguyễn Hòa Bình, Trương Hòa Bình. Ông biết chuyện Nguyễn Hòa Bình, Trương Hòa Bình. Yeah. Ông biết chuyện là cái vụ mà Hồ Duy Hải đó. che giấu. Tại sao thủ phạm giết hai cái cô đó ở bưu điện Cầu Voi hay là gì vợ đó phải không ông? Cầu voi, biết thủ phạm tại sao bắt người khác thế mạng cho cháu Trương Mỹ Hoa, cựu phó chủ tịch nhà nước, cho cháu chủ tịch nhà nước Trương Tấn Sang, cho cháu tên khốn nạn Lê Thành Hải, cho cháu cho của tên Hồ Tất Cang, tất cả những người đó, tại sao nó biết như vậy nó không bắt mà nó bắt thằng nhỏ này phải chết thế cho thằng bé kia, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Vâng, thì đấy là một cái mà bây giờ chúng ta đang đấu tranh, cộng đồng mạng rồi gia đình rồi những người có lương tâm đang đấu tranh rất là mạnh mẽ. Và chúng ta thấy là có những cái dấu hiệu là qua cái vụ án Hồ Duy Hải này thì nó là một cuộc đấu khốc liệt của các cái nhóm lợi ích với nhau. Biểu hiện là sau cái vụ phúc thẩm, không phải giám đốc thẩm Hồ Duy Hải thì có rất là nhiều cái tài liệu mà đã được tung ra. Những tài liệu này là toàn ở cơ quan viện kiểm sát với công an tung ra cả. Đấy, chứ không người dân thường làm sao mà lấy được những tài liệu. Ví dụ như những bản cung của Hồ Duy Hải, tức là trước khi bị bắt ấy, thì có tạm giữ để coi như vậy là hỏi cung. Thì như nhà thơ Trần Đăng Khoa có bình luận là đây mới là cái bản hỏi cung sạch.
Thạch tức là khi mà Hồ Duy Hải chưa bắt, chưa bị bắt, và chưa bị đánh để trở thành ông Chấn, ông Nén, ông Long. Tức là cái Mặt Chấn với này, Hàn Đức Long với này, Huỳnh Văn Nén đấy. Tức là nó bị đánh nhận tội 40-50 lần mà Hồ Duy Hải mới nhận có 25 lần thôi. Thì đó là những cái bản cung mà Trần Đăng Khoa nói là bản cung sạch. Thế rồi có những cái bản như là cái bản mà của Viện Kiểm sát Long An gửi cho Viện Kiểm sát tối cao. Có nói là cái vụ án xảy ra lúc 0 giờ ngày 14 tháng 1 chứ không phải là ngày 13 tháng 1 như trước đây nữa. Đấy, thì họ nói là xảy ra lúc 0 giờ, tức là sang ngày 14 rồi. Đấy, thì nếu như là, và cái bản đó là bản thật, thì Hồ Duy Hải hoàn toàn vô can. Hồ Duy Hải không đến cái viện đó lúc 0 giờ, mà chỉ đến những thời điểm Hồ Duy Hải không đến, và khi hai người này chết lúc 0 giờ, thì phải là người khác. Đấy, rồi những cái bản là hỏi hỏi chung rồi, còn một cái bản mà nói về cái giao kết đã mua trước khi lập biên bản đấy, tức là rất nhiều những tài liệu chứng minh Hồ Duy Hải là không phải là thủ phạm đã được tung ra đấy. Là tôi những cái bản tài liệu này nó quan trọng lắm, nó là ở các cái cơ quan của nhà nước, Viện Kiểm sát, Công an đấy, thì phải có những cái lực lượng mà tung ra đấy, để cái tờ báo sạch và những nhật ký để đưa lên mạng xã hội như thế. Thế thì đó là những cái dấu hiệu mà đáng mừng và hy vọng cho gia đình và Hồ Duy Hải như vậy. Trương Hòa Bình bây giờ là chánh án tòa án tối cao. Trương Hòa Bình lúc mà bắt hồ sơ của Hồ Duy Hải, Trương Hòa Bình là trung tướng công an. Trương Hòa Bình đã nhận, Trương không phải Trương Hòa Bình, Nguyễn Hòa Bình, tôi xin lỗi, Nguyễn Hòa Bình đã nhận lệnh của ai để che cái chết của hai cái cô gái đó cho thằng cháu Nguyễn Văn Nghị là cháu ruột của Trương Mỹ Hoa, Trương Tấn Sang. Ông có nghĩ là Nguyễn Hòa Bình nó đã nhận lệnh của ai không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Ông là nhà báo, ông có thể khai triển đề tài này. Vâng, về cái trường hợp cụ thể như thế thì tôi cũng không theo sát vụ án. Nhưng mà cái việc mà ông Nguyễn Hòa Bình này đã từng làm Viện Kiểm sát và đã từ chối để xử lại cái vụ án, mà sau này lại là lên ở vai trò là tòa án tối cao để cho như vậy là giám đốc thẩm vụ này, thì nó là một cái nó không khách quan. Và chúng ta biết là nó có rất là nhiều cái ngóc ngáo ở trong đó, là thứ nhất là Hồ Duy Hải là người không hề phạm tội và mình không phải hung thủ. Một mạng người đối với cộng sản nó chả là cái gì đâu ông. Một mạng người đối với tôi với ông nó quan trọng lắm. Đó là con cái của Đức Chúa Trời sinh ra mà. Một mạng người với cộng sản nó chả là cái gì cả. Nhưng tại sao cái mạng của cái thằng cháu Nguyễn Văn Nghị của Trương Mỹ Hoa sao nó quan trọng như vậy? Ông nói cái chuyện này là chuyện đang đấm đá lẫn nhau. Có cái chuyện gì mà một cái thằng bé này mà phải tới 17 ông thẩm phán tối cao quyết định là thằng này phải chết, mà bây giờ nó không chết. Rồi ông nói là cái chuyện đang đánh đấm nhau rất là quan trọng. Cái chuyện đánh đấm nhau quan trọng nghĩa là như thế nào, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Vâng, thì anh thấy là như thế này nhé. Thường thường các cái vụ án của cái độ nhà nước Cộng sản Việt Nam này, là anh cứ để ý là xem, thì trước đến nay ấy, là nó luôn luôn có sự thống nhất giữa Viện Kiểm sát và tòa án. Đấy, cái kiểm sát tung ra thì tòa án hứng. Thường thường là như vậy. Còn nhất là cái vụ mà quan trọng như cái vụ Hồ Duy Hải, nó mười mấy năm mà án tử hình của nó. Thế mà đến lúc mà Viện Kiểm sát đưa ra là bác bỏ mười mấy cái điều ở trong cái bản án phúc thẩm của Hồ Duy Hải. Một cái phần là tòa án lại cái như vậy là nói là cái bản án hoàn toàn là đúng đủ cơ sở để kết tội Hồ Duy Hải, là có cái mâu thuẫn với Viện Kiểm sát tối cao và tòa án nhân dân tối cao. Đấy, thì đây là cái chuyện chưa từng xảy ra. Đấy, chúng ta biết là các cái vụ án đối với cộng sản nó rất là quan trọng, mà bao giờ mà Viện Kiểm sát tin thì tòa án hứng, nó chỉ tranh nhau ít thôi, cùng là phạm tội anh là 10 năm thì nó tăng lên 2 năm hoặc giảm xuống 2 năm hoặc là 1 năm, ví dụ thế thôi. Chứ không có cái chuyện mà một bên nói như này, bên nói ngược lại.
Và cuối cùng cái vụ Hồ Duy Hải này nó lại xảy ra như thế. Thế chứng tỏ là nó có mâu thuẫn ở cái top bên, ở cái cao tầng rồi. Thì mà rất là cái vụ án mà công khai đối với toàn quốc như thế, mà lại có một cái mâu thuẫn như vậy, thì đó là sẽ đánh nhau ở tầng cao nhất rồi. Đấy, thiệt hại nhau ở tầng cao nhất rồi. Đấy, và sau này nó chứng minh bằng cái cách là như tôi vừa nói đấy, là những cái tài liệu mà không, nếu không phải ở trong hệ thống, không phải công an, không phải viện kiểm sát thì không thể đưa ra được. Mà cuối cùng là đưa ra công khai trình hình trên mạng như thế. Đó, thì có phải là cái cuộc khắc phạt thông qua cái vụ án của Hồ Duy Hải này không? Đấy, nếu không phải là khắc phạt thì không thể có những cái thông tin đó được. Không thể có cái chuyện mà viện kiểm sát nói nó đằng, tòa án nói nó lẻo vậy được. Nhưng mục tiêu cộng sản cái chuyện đó nó quan trọng lắm. Cho nên trước khi họp là bao giờ nó cũng phải hiệp thông, nó cũng phải họp liên ngành, nó cũng phải họp các cái đảng ủy, nó chỉ đạo vân vân. Thế bây giờ cái vụ này nó không có cái chuyện đó. Đấy. Thì là tôi nhận xét như thế. Ông nhận xét như thế mà bên này tôi theo dõi và tôi nói chuyện với những người trong nước nó cũng như thế, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Hai cơ quan nó có sự khác biệt nhau, và cái chuyện đưa đến cái sự khốn nạn khác biệt nữa là Lê Minh Chí là viện kiểm soát, còn Lê Minh Chí mới bị giết chết ở Củ Chi đây này. Và có những nguồn tin không thể tin được mà nó có thật, đó là không biết là nó có thật chưa, không ai nói gì cả. Nhưng mà con Lê Minh Chí bị giết chết ở Củ Chi, con trai Lê Minh Chí, Nguyễn Hòa Bình và Lê Minh Chí là hai người đang chạy những cái ghế thủ tướng hoặc là phó thủ tướng. Phải có là những điều đó nó va chạm mạnh như vậy không ở trên tầng cao, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Rồi, thì cũng nghe đồn như thế, không phải là Nguyễn Hòa Bình với lại Lê Minh Chí mà là Trương Hòa Bình với lại một cái bên kia là cái gì đó, Trương Đình Huệ hay cái gì đó đấy, hoặc là mà không phải là phó thủ tướng mà là trên ghế thủ tướng, bên kia là Nguyễn Văn Bình, cũng đó Nguyễn Văn Bình hay gì đó đấy. Thì đấy là mình nghe đồn như vậy, mình không ở trong nhưng mình không nắm được, nhưng mình nghe đồn như thế. Thì khi mà mình có quân là Nguyễn Hòa Bình và phía bên kia là có Lê Minh Chí. Có những người nó đưa ra xử mà không kết án được, có kết án mà không xử được. Nếu nó giết thằng bé này lâu rồi thì bây giờ chắc nó không có chuyện đâu, nhưng mà nó không giết được là vì tang chứng nó còn rành đó mà. Nhưng có những người nó bắt nó không bao giờ nó xử. Tôi muốn nhắc đến nhà báo tiến sĩ Phạm Chí Dũng, con cháu các cụ đấy, có công với đảng đấy. Tôi muốn nhắc đến kỹ sư Lê Anh Hùng là một người em rất là thế mến của nhà báo Nguyễn Vũ Bình, rất là giỏi, viết rất là giỏi, viết cho đài tiếng nói Hoa Kỳ, viết cho đài tiếng nói Pháp. Nó cũng bắt vào đó và nó kết tội là điên, bây giờ nó cho uống thuốc để điên, nó cũng không xử. Rồi Phạm Thành, rồi Nguyễn Tường Thụy, bao giờ nó mới xử, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Ngày xưa ông bị bắt thì bao nhiêu lâu nó xử ông? Em bị bắt là 15 tháng xử. 15 tháng mới xử. Vẫn chưa đồng ý đất đài, hơn 2 năm. Đài bây giờ thì thôi, thì nó cũng tương đối nó sướng cho bản thân, ở bên Đức cũng tù tội nhiều năm, chứ khốn nạn. Nhưng có những vụ án còn khốn nạn, không mất chẳng bao giờ nó xử, chẳng bao giờ nó điều tra. Đó là ông thứ trưởng Bộ Giáo dục Hồ Hải An nó nắm cổ nó giục từ lầu 8 xuống. Cách đây 2-3 tháng gì đó, tiến sĩ Bùi Quang Tín là một người được ăn học đào tạo tại Hoa Kỳ này về giúp đất nước, cũng vì tranh cái ghế gì mà thằng giờ này nó đâu có tranh ghế gì đâu, mà rồi nó cũng nắm cổ từ lầu cao nó giục xuống mà không bao giờ điều tra, không bao giờ nghe thấy gì cả. Tôi có nói chuyện với vợ của ông Bùi Quang Tín, nhưng sau này thì tôi có hỏi mời lên cánh đồng mây, là ông bà ấy nói là em chưa lên được vì vụ án của nhà em còn đang điều tra. Chết cả mấy tháng rồi, có thằng nó giục xuống mà tại sao phải điều tra mãi vậy, làm sao thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Nó giằng nhau, những cái quan hệ nó giằng nhau rồi nó tất cả mấy chung tập cảm, nó bị tập trí, chúng ta thấy là nó có những cái này mà không là chỉ nó có hai cái người này đâu. Trước đây mà tôi nghe nói là Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Hồng Trường là một cái nhân dân trẻ và hay ở trong cái chương trình sự nghiệp ấy, hay làm giám khảo. Ở trong này thì nó chỉ dưới 40 thôi, nó ít tuổi, tôi
Đấy, nhưng mà cũng ở kia cũng như là Tham City này, Ryan City cũng rơi xuống, và cái đấy thì ít người biết. Tôi lặp lại cái câu hồi đấy, ông mới nhắc lại, tôi nhắc lại đó là đất nước này có bao giờ dân khốn nạn như vậy không? Có bao giờ một người 58 tuổi đảng như ông Lê Đình Kình nó bắn nó mổ xẻ, đéo đục tim gan phổi phổi không? Có bao giờ cả bốn mẹ con trong một gia đình Trịnh Bá Phương cấn đi theo nó bắt nó đưa vào tù hết như vậy không? Rồi ai nuôi những người này? Ai nuôi những người này thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Đúng là đau đớn. Ông nói dùm cho, ông nói dùm đúng là đau đớn. Rồi nó nghe đâu nó sẽ xử, nó mời cả người đã chết từ cõi âm về ra tòa nữa cơ mà. Ông có biết, ông có đọc cái bản mời đó không? Cái thư mời Lê Đình Kình về ra tòa không? Không. Cái đấy là ở cái bản gì đó của cái huyện Thủ Đức. Tôi còn cái thơ mời của Bộ Công an Hoa Kỳ, an ninh Bộ Công an Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không có Bộ Công an. Tôi còn thêm Bộ Công an ở Hà Nội, nó mời Lê Đình Kình về làm nhân chứng. Thầy, Cộng sản nó giỏi. Bây giờ, ông lúc mà ông ở trong tạp chí Cộng sản, và từ lúc mà ông ra trường làm tạp chí Cộng sản cho đến bây giờ là đã có bao nhiêu đại hội Đảng Cộng sản rồi, mà cái đại hội nào ông thấy nó kinh khủng nhất, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Nói thực ra là cái hồi ở tạp chí thì tôi còn quan tâm chút, nhưng sau này ra đấu tranh không quan tâm những đại hội, ông nào nên ông nào thì rất ít quan tâm, cho nên là chỉ có những cái gì nó xảy ra nó như vậy, nó rất kinh khủng thì tôi mới quan tâm chút thôi, chứ thực ra là tôi không quan tâm vào cái phe phái đấu đá rồi nó như nhau hết cùng một cái cơ chế thì người này lên người khác lên thì nó. Nên đối với tôi nó không có quan trọng gì cả. Đấy. Bây giờ phải thay đổi phá cái cơ chế này đi thôi. Thì đối với tôi nó quan trọng. Trong cái cơ chế này ông giờ ông đất ông nào nên tôi cũng không quan tâm lắm. Cái điều đó đều chắc chắn rồi, đảng nó bầu chứ ông có được bầu đâu. Đảng nó bầu, nó cầm quyền vua tập thể tứ trụ. Ông có nghe ai sẽ làm chủ tịch nhà nước, cái làm tổng bí thư không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Câu hỏi cho tàu chạy bên mương. Anh hỏi lại đi. Dạ. Anh hỏi lại, anh nói lại. Tôi hỏi là theo như những năm ông, tôi chắc chắn ông không quan tâm rồi, vì những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước, như ông quan tâm những cái chuyện chó đó làm gì, những cái đứa đó chỉ cái đầu óc nó chỉ bằng một ly nước thôi, nhưng mà có nghe thế là đứa nào nó sẽ làm, đứa nào bà Lê Đức bà nói tôi là viên chức nào nó sẽ làm tổng bí thư hay chủ tịch nhà nước hay không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Tức là đại hội sắp tới ạ. Dạ vâng. Thì cũng nghe nói thoáng là có thể mong những Phú Trọng vẫn tiếp tục, nhưng mà làm về chủ tịch nước, còn lại là có thể là Trần Quốc Vượng hoặc là Nguyễn Xuân Phúc làm bí thư. Đấy thì đấy, bây giờ là tin đồn là chính thôi, nhưng có người lại bảo là chưa hề có sự sắp xếp gì cả, phải đợi ý cái hội y tế này. Đấy. Nó sắp xếp hết rồi, nhưng mà cái chuyện mà dọn đường cho tổng bí thư ở lại thì là có rồi. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh rồi cử tri Hà Nội mong muốn chủ tịch nước tổng bí thư tiếp tục thì có rồi, nó có giảm đường như nên có rồi. Như thế là tôi cũng nghe là Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Hòa Bình đều ở cái tuổi 65 rồi, tức là phải về hưu rồi, và nếu mà hai người phải về hưu á thì ông Nguyễn Phú Trọng lú chắc là phải ngồi lại mấy tháng hay một năm nữa. Có nhiều điều xảy ra, những điều mà nó sẽ xảy ra ấy, cái điều quan trọng nhất ấy là Trung Quốc với Việt Nam, điều suy nghĩ gì của ông ở Hà Nội bây giờ và những nơi ông đi đều thấy người mặt người Trung Quốc cả, có thể làm điều đó lo lắng nghĩ đến hai bà Trưng như phần đầu tôi nói không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Vâng, đúng là những cái đấy đáng lo ngại, nhưng mà những cái động thái gần đây thì có những cái mà tín hiệu rất là phấn khởi. Thì Mỹ là có cái mặt trận ở Việt Nam, rồi Việt Nam cũng gửi công hàm phản đối, thậm chí là phản đối cả cái Twitter của bà Hoa Xuân Ánh ở trên Twitter. Đấy, rồi
lãnh đạo ASEAN ra được cái tuyên bố Biển Đông, và nhiều những cái động thái nếu mà nói là so với trước đây là khá là lạ của Việt Nam đối với Trung Quốc, nó song song với cái việc mà Mỹ lên tiếng, Mỹ tập trận hoành tráng ở Biển Đông và Mỹ lên tiếng bảo vệ cái tự do hàng hải, chủ quyền của các cái nước ASEAN ở Biển Đông, thì đấy là cái là những tín hiệu rất là đáng mừng. Chẳng có một nước nào nó bỏ tiền của cải, sức lực của nó, quân đội của nó ra giúp nước khác đâu ông. Ông nhìn gương miền Nam, chúng tôi đi. Ông hãy phổ biến cái tin như vậy, và chỉ có lòng dân, tin tưởng vào lòng dân, sức mạnh của dân mới bảo vệ, mới giữ được đất nước thôi. Ông cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ngày xưa trước khi ông chết, ông nói hai ba câu gì đó, có câu rất là hay người ta nhắc đến, đó là đừng nghe những gì Cộng sản nói, nhìn nó nhìn điều gì đó, làm một câu khác ông nói thế này là làm bạn với Mỹ còn khó hơn làm kẻ thù. Làm bạn với kẻ thù. Do đó, chúng ta... Cái chuyện đó thì là cũng rất là đúng thôi, nhưng mà nó cũng bình thường. Bởi vì thực ra là cái vấn đề là không phải mình nói là như vậy là Mỹ bảo vệ Nam. Đấy, mà có thể là tuyên bố, có thể lời nói thì là như vậy, nhưng mà thực tế thì chưa chắc. Nhưng cái vấn đề quan trọng ấy, là cái vấn đề là Mỹ-Trung nó nóng lên từng ngày và có thể là nó loại trừ nhau. Đấy, và đó là một trong những cơ hội cho Việt Nam. Đấy, mình là nhìn nhận nó thực tế như thế. Thực tế tôi đã có một viết mà tôi phân tích là những cái biến thiên của Việt Nam trong vòng 100 năm qua nó không hề xa rời một tí nào với những biến thiên của khu vực và thế giới. Cụ thể là năm 1945, là sau khi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai Việt thất bại, thì tạo ra cái khoảng trống quyền lực và Việt Minh đã nhảy ra để cướp được chính quyền. Rồi đến cái năm 1989-1990 là hệ thống Liên Xô Đông Âu sụp đổ, thì Việt Nam đang đánh nhau chiến tranh Trung Quốc thì quay sang làm chư hầu, đấy, cầu hòa và xin Trung Quốc tha thứ. Đấy, thì đó là những cái biến thiên của thế giới, của khu vực, và làm cho thay đổi toàn bộ cái tình hình của đất nước. Đấy, thì đối với cái việc mà sắp tới nó có những cái biến động là theo những cái hướng như thế. Đấy, thì đó là mình phân tích ở cái phía bạn đó. Thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Chủ đề tôi đặt ra với ông lo cho tôi nữa, cuộc sống nó ngắn ngủi rồi. Lúc ông làm tạp chí Cộng sản, lúc đó ông còn trẻ thôi. Bây giờ ông cũng đã trung niên gần một nửa, hơn một nửa thế kỷ rồi. Những người chưa bao giờ có công với Đảng Cộng sản như Nguyễn Phú Trọng, chưa bao giờ hắn cầm súng đi đánh nhau cả. Những người Bộ Chính trị cũng y như vậy. Nhưng mà họ phải biết là đã nhìn thấy tấm gương của những người nắm quyền lực đi trước, họ đã mang được gì, theo gì, khi về cát bụi hay để lại gì, để cho hậu thế đánh giá ngàn năm. Những người Cộng sản đã phá nát biết bao nhiêu công dựng nước, máu xương của người dân, của các người anh hùng hào kiệt, để rồi hậu quả bia mượn muôn đời không sao gột được. Thật là đáng trách. Nhất là Chủ tịch Nhà nước tôi mới nhắc Nguyễn Phú Trọng, viên chức này đi sâu, lại bây giờ có thiên thời địa lợi, có nhân hòa, cho một sự thay đổi hòa bình ngoạn mục. Ông nói nó đang tranh giành nhau ở thượng tầng, nhưng Nguyễn Phú Trọng có đủ quyền lực để ủng hộ cho một việc thay đổi đó. Bây giờ hay không bao giờ. Chắc ông thuộc lòng hai câu thơ Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh. Tôi học ngày xưa đấy ông ạ. Văn Thiên Trường nói đấy không ạ? Tôi cũng được người ta dịch cho tôi là người đời tự cổ ai không chết, lưu giữ lòng son sáng sử xanh. Thay mặt cho toàn thể anh em chị em trong chương trình Thật Cách Nhau Mây, tôi cảm ơn nhà báo Nguyễn Vũ Bình, mặc dù trong những giây phút rất là trở ngại kỹ thuật của chương trình đã quá lên, còn tâm óc Việt Nam, còn nói tiếng Việt Nam, chúng ta đều làm trước khi chúng ta không còn thở nữa, thưa ông. Chúng ta còn nói trước khi chúng ta không còn thở nữa. Chúng tôi cầu chúc ông một đêm an lành, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới.
Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần tại Sài Gòn, Dallas 1600, để truyền hình SVTM tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người đính giả Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà báo Nguyễn Vũ Bình, người đời tự cổ ai không chết, lưu giữ lòng son sáng xỉu xanh thế nhà báo. Xin chào tạm biệt quý vị. Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Thanh hàng quê hương ta đó.
khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về dừng lại mùa vui, sẽ bay về dừng lại mùa vui, sẽ bay về dừng lại mùa vui.